Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đề xuất trong báo cáo gửi lãnh đạo chính phủ, Bộ Y tế và các bộ hỗ trợ 200.000 bộ test nhanh để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm trong nhóm có nguy cơ cao. Lãnh đạo địa phương cho biết, lực lượng y tế tại Bắc Giang đã lấy được hơn 636.700 mẫu xét nghiệm trong những ngày qua và có kết quả cho 591.600 mẫu, còn lại hơn 9.000 mẫu gộp với tổng 45.100 mẫu đơn chưa có kết quả. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch và Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị cho đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân nặng. Về công tác điều trị, tỉnh đã bố trí 12 khu cách ly điều trị cho bệnh nhân dương tính với công suất hơn 3.000 giường và hoàn thành triển khai đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân nặng với một số trang thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện Phổi. Ngoài ra, Bệnh viện Giả Chiến số 2 nằm ở nhà thi đấu tỉnh, có 620 giường cũng đã lắp đặt xong và đủ điều kiện đưa vào hoạt động. Trước đó, ngày 25 tháng 5, Bắc Giang ghi nhận thêm tổng cộng 375 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, Bắc Giang cũng phát hiện một số trường hợp F0 không phải là công nhân trong các khu công nghiệp của tỉnh do lây từ công nhân sang những người tiếp xúc gần. Các ca bệnh mới phát hiện đều ở các xã phường đã được phong tỏa. <laughs>